Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XT Mobile Channel. Nếu như trước đây khi mà các bạn chuẩn bị mua một chiếc điện thoại trong phân khúc giá rẻ thì các bạn sẽ lựa chọn đến những chiếc máy Trung Quốc có cấu hình tốt, ví dụ đến từ nhà Huawei, Honor hay là Xiaomi. Nhưng mà gần đây thì có lẽ là tâm lý người dùng đang bị bất an bởi vì là những hãng như kiểu là Honor, như kiểu là Huawei đang đứng trước nguy cơ là bị Google chấm dứt hợp đồng không cung cấp cho Android này. Bên ARM thì không cung cấp quyền sáng chế chip cho các thứ các kiểu, khiến cho họ không biết là bây giờ nên bán máy đi hay giữ máy lại. Và những người đã mua những chiếc máy kiểu Huawei cũng không biết là trong thời gian sắp tới thì có được hỗ trợ dùng những ứng dụng đến từ Google nữa hay không. Vậy thì tốt nhất nếu như bạn chuẩn bị mua một chiếc máy ở thời điểm này thì các bạn cứ mua cho mình một chiếc máy đến từ nhà Samsung là an toàn nhất. Thì đây mình đang có chiếc Samsung Galaxy S8 Plus. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái chiếc máy này cũng có mức giá khá là rẻ rồi. Cụ thể là bao nhiêu thì các bạn có thể tham khảo tại XT Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Trong khi đó thì cái chiếc máy này không hề kém cạnh bất kỳ một thứ gì so với chiếc máy tầm trung đến từ thị trường Trung Quốc cả, hay là thậm chí so với cả cái chiếc Samsung Galaxy A50 hay là A70 mới ra mắt gần đây đến từ nhà Samsung. Đầu tiên thì các bạn cứ nhìn ngay vào cái phần màn hình đi ạ. Thì Samsung Galaxy S8 Plus mang lại cho chúng ta một cái màn hình kích thước lớn với độ phân giải 2K, tấm nền Super AMOLED. Rõ ràng với cái chất lượng như vậy thì không thể nào một chiếc máy tầm trung đến từ thị trường Trung Quốc có tấm nền kiểu IPS hay là độ phân giải Full HD hay là các thứ kiểu có thể so sánh lại được cái chất lượng hiển thị của chiếc máy này cả. Từ độ tương phản này, màu đen kéo sâu, và cũng như là chúng ta có thể là mở lên cái chế độ Dark Mode, tức là chế độ màn hình màu đen để có thể tiết kiệm pin hơn cho chiếc máy, thì đấy đều là những thứ mà màn hình của Samsung Galaxy S8 Plus nó nổi trội hơn rất nhiều so với những chiếc máy kia mà các bạn nên để ý. Ngoài ra nữa thì với chiếc máy này chúng ta cũng sẽ có màn hình cong. Đây là một cái điểm mà gần như những chiếc máy tầm trung hay là những chiếc flagship hiếm hoi lắm thì mới có một cái màn hình cong đến như thế này. Ví dụ như gần đây chúng ta có Huawei P30 Pro này, hay là chiếc Oppo Find X này, hay là chúng ta cũng sẽ có trước đấy như là kiểu Huawei Mate 20 Pro cũng có. Nhưng mà nói chung rằng là để kiếm được một chiếc máy có tỷ lệ màn hình mới, có màn hình cong tràn vô cực Infinity Display như Samsung Galaxy S8 ở phân khúc tầm giá là 6 triệu hơn thì gần như là không có, mà duy nhất các bạn sẽ chỉ tìm được trên chiếc Samsung Galaxy S8 Plus này mà thôi. Một điểm nữa các bạn có thể thấy rằng là trên màn hình của Samsung Galaxy S8 Plus chúng ta có một dải viền đen trên, một dải viền đen dưới, nó tạo ra được sự cân đối và cũng như là nó tạo ra được khoảng trống để chúng ta có những cái công nghệ bảo mật mới trên đây, như là khóa bỏng mống mắt, chúng ta có nhận diện khuôn mặt chứ không giống như kiểu thế hệ S10 cộng, do là cái viền trên viền dưới được làm nhỏ quá, thế là không thể nào mà có chỗ để mà để được cái cảm biến mống mắt này vào. Thì rõ ràng khi mà chúng ta có cái bảo mật về mống mắt thì các bạn sẽ có một cái chế độ bảo mật nó tốt hơn khá nhiều so với việc là các bạn sẽ chỉ sử dụng được vân tay hoặc là sử dụng được khuôn mặt. Cấu hình có lẽ là cái thứ khiến cho bạn quyết định nhiều nhất khi mà mua một chiếc điện thoại, bởi vì là các bạn cần một chiếc máy nó phải được hỗ trợ lâu dài. Vì cấu hình càng cao thì nó sẽ được hỗ trợ càng dài. Ví dụ như chiếc máy này, cấu hình nó cao, đến bây giờ nó được 2 năm rồi thì có lẽ là chiếc máy này cũng sẽ chỉ được hỗ trợ thêm 1 năm nữa thôi. Nhưng các bạn cũng phải biết là khi các bạn mua một chiếc máy tầm trung thì cái vòng đời của những chiếc máy tầm trung đó nó sẽ chỉ kéo dài từ 1 cho tới 2 năm mà thôi, cùng lắm là 2 năm, chứ không thể nào mà kéo dài cho tới 3 cho tới 4 năm. Thì khi các bạn lựa chọn chiếc S8 Plus ở thời điểm hiện tại thì các bạn cũng có thể là được đáp ứng điều đó, tức là nó vẫn sẽ được hỗ trợ ít nhất là 1 năm nữa. Biết đâu Samsung hứng lên thì họ lại hỗ trợ cho bạn thêm 1 năm thì cũng là ngon. Cùng với đó thì Samsung Galaxy S8 Plus với con chip là Exynos 8895 thì nó vẫn mang lại cho bạn một hiệu năng vừa đủ để cho bạn có thể chơi những tựa game kiểu là PUBG Mobile hay là Liên Quan Mobile. Mặc dù là cái mức setting của chiếc máy này đạt được trong cái tựa game PUBG Mobile nó không thể nào bằng được cái chiếc A70 cũng như là A50, nhưng mà nếu như các bạn mở max setting trong cái chiếc A70 và A50, các bạn chơi khoảng tầm 15 phút thôi là các bạn đã thấy nó giật lag và các bạn sẽ phải hạ cái chất lượng hình ảnh của nó xuống, thì khi đó nó sẽ chỉ mang lại chúng ta một chiếc hình ảnh là ngang bằng so với chiếc Samsung Galaxy S8 Plus này mà thôi. Và tất nhiên với chiếc Samsung Galaxy S8 Plus khi mà nó có một con chip flagship cũ thì cái GPU của nó cũng có phần nào đó nhỉnh hơn so với chiếc máy tầm trung. Có một cái điểm mà có lẽ là các bạn sẽ phân vân và đắn đo nhiều nhất, đấy là về phần camera. Khi mà chiếc máy này của chúng ta sẽ chỉ có camera đơn mà thôi, đến mình còn phân vân chứ đừng nói gì nữa các bạn, bởi vì là thời đại này là thời đại có sống ảo lên ngôi, là thời đại của cái việc là up hình lên Facebook, và đã up lên thì phải có những bức hình kiểu lung linh sống ảo, các thứ xóa phông các kiểu. Chiếc máy này làm gì mang lại được? Có lẽ chúng ta cũng sẽ mang lại được thôi nhờ cái app đó là Google Cam. Nhưng mà để mà có được một cái chất lượng hình ảnh khi mà chụp ra xóa phông đẹp nhất thì nó sẽ không thể nào mà sánh được với những chiếc máy được hỗ trợ từ phần cứng cho tới phần mềm. Có lẽ đây sẽ là một điều mà chúng ta phải đánh đổi. Chúng ta có một thiết kế đẹp, chúng ta có một màn hình đẹp, chúng ta có cấu hình ổn, chúng ta có mức giá tốt, chúng ta có một thương hiệu, thì chúng ta sẽ phải đánh đổi lại, đó là một cái camera không có quá nhiều tính năng. Thêm một cái nữa, đấy là chúng ta sẽ có một cái tính năng về chống kháng nước không bụi bẩn IP68. Các bạn có thể yên tâm hơn khi mà đi ra ngoài, không lo về vấn đề trời mưa.
Nói chung là với Samsung Galaxy S8 ở thời điểm hiện tại, các bạn mua nó các bạn vẫn sẽ được đáp ứng những nhu cầu về một chiếc máy có vẻ thẩm mỹ cao, chúng ta có màn hình đẹp, chúng ta có một thương hiệu tốt, và các bạn cũng sẽ không lo đến việc là đang dùng nhưng máy nó bị Google chấm dứt hợp tác. Điều đó là không có với những chiếc máy đến từ thị trường Hàn Quốc. Và các bạn thấy sao về Samsung Galaxy S8 Plus nếu như ở thời điểm này các bạn có lựa chọn nó hay không, hay là các bạn sẽ đi lựa chọn những chiếc máy đến từ thị trường Hàn Quốc, ví dụ như Huawei, Xiaomi hay là Honor? Xin một comment để lại sự lựa chọn của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cần click đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của XT Mobile Channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.